Bộ Giao thông Vận tải đang dự thảo văn bản sửa Nghị định 102/2020 của Chính phủ và Thông tư 12/2020 của Bộ Giao thông Vận tải với nhiều quy định giám sát chặt chẽ xe hợp đồng chở khách qua thiết bị giám sát hành trình. Đáng chú ý như quy định thu hồi phù hiệu từ 1 đến 2 tháng với đơn vị kinh doanh vận tải 5 lần vi phạm tốc độ trong 1 tháng trên quãng đường 1.000 km hoặc là 1 ngày 3 lần vi phạm tốc độ trở lên. Nội dung này thay đổi so với quy định hiện hành là xe bị thu hồi phù hiệu khi 5 lần vi phạm tốc độ trong 1 tháng trên 1.000 km và các sở giao thông vận tải có thể cấp lại phù hiệu ngay. Một quy định đáng chú ý khác là đơn vị vận tải chỉ được ký hợp đồng với người thuê cả chuyến xe. Mỗi chuyến chỉ được đón trả khách tại một địa điểm theo hợp đồng. Trong 1 tháng, mỗi xe không được chạy quá 10% tổng số chuyến có điểm đầu và điểm cuối trùng lặp theo địa giới hành chính cấp quận. Quy định hiện nay, mỗi ô tô không được chạy quá 30% tổng số chuyến có điểm đầu, điểm cuối hoặc là vi phạm trùng lặp. Dự thảo thông tư cũng nêu rõ trách nhiệm quản lý, xử lý lái xe của doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp phải theo dõi dữ liệu, nhắc nhở và xử lý tài xế vi phạm theo nội quy, quy chế của đơn vị. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của tiết mục Chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua thì thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định đình chỉ hoạt động 3 tháng đối với nhà xe Thành Bưởi với hàng loạt các vi phạm được chỉ ra. Đây là thông tin được cộng đồng doanh nghiệp vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng rất quan tâm bởi sự quyết liệt của thành phố trong việc kiên quyết xử lý vi phạm, không có vùng cấm. Có thể thấy trong nhiều năm qua, thực trạng xe dù bến cóc đang là vấn đề mà ngành chức năng đau đầu để xử lý. Dù triển khai nhiều giải pháp, thế nhưng thực trạng này không chỉ tồn tại mà còn có xu hướng gia tăng. Trong nhiều nguyên nhân thì việc áp dụng các biện pháp xử lý chế tài chưa đủ mạnh, đặc biệt là ngành chức năng chưa quyết liệt nên xe dù bến cóc vẫn ngang nhiên hoạt động như hiện nay. Theo thông tư 12 quy định, các nhà xe kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách không được đón trả khách tại địa điểm nơi đặt đại lý bán vé. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều văn phòng bán vé của các nhà xe đặt trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh vẫn công khai đón trả khách như thế này. Hiện nay là cái xe hợp đồng bên ngoài cực kỳ nhiều, cái này thì mình cứ dễ dàng kiểm tra lắm. Bây giờ là mọi người có thể lên một cái trang web, lên in Google, mình chỉ cần search một cái thôi, tức là mua vé xe đi Nha Trang, mua vé xe đi Đà Lạt, mua vé xe đi Quy Nhơn hay đi Phan Thiết là có 20-30 doanh nghiệp. Tuy nhiên những doanh nghiệp trong cái xe thì chắc chỉ đến cái đầu ngón tay. Không khó để bắt gặp những đại lý, văn phòng thực hiện việc đón trả khách tại nhiều tuyến đường nội thành thành phố Hồ Chí Minh như thế này. Dù ngành chức năng địa phương luôn khẳng định cương quyết xử lý nạn xe dù bến cóc, nhưng trên thực tế thì xe dù bến cóc vẫn tràn lan. Nhiều hãng xe đăng ký là xe hợp đồng nhưng thực chất lại hoạt động các tuyến cố định, và hãng xe Thành Bưởi là một ví dụ. Khi mà xảy ra cái vụ việc phương tiện của công ty Thành Bưởi xảy ra vụ tai nạn thương tâm đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Nai thì qua kiểm tra toàn diện thì đã thấy rằng nó bộc lộ nhiều cái mà chúng ta cần phải quan tâm để lưu ý để chúng ta chấn chỉnh. Tôi tán thành 8 hay 10 cái điểm gì vừa rồi của đoàn thanh tra chỗ anh Hải với thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố xin làm. Chúng tôi cho rằng các kết luận của anh ấy là chuẩn xác. Lẽ ra cái chuyện đấy làm trước đây 2-3 năm, 5-7 năm thì càng quý. Tính đến tháng 10 năm 2023, toàn thành phố Hồ Chí Minh có gần 5.400 đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô. Với sản lượng hành khách đi tuyến cố định trong 10 tháng đầu năm ước đạt 16,5 triệu hành khách. Theo thống kê thì sản lượng xe khách tại bến xe miền Đông mới hiện nay so với bến xe cũ trước đây chỉ chiếm 20%. Như vậy 80% còn lại đang hoạt động bên ngoài. Trong khi nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng cao, do đó nhiều hãng xe đã lén lút lập các bến xe cóc sai quy định để đón trả khách. Xe Mạnh Hùng ở đậu bến cũ, cứ ra kẹp là lên đi, không có mua vé. Còn mới đi lần đây là ra Phương Trang mua vé ở Sài Gòn, rồi ra đây Trung Chiến rồi mới vô đây. Theo đúng quy định thì đơn vị vận tải chỉ có những cái tuyến cố định, chỉ có phương tiện chạy ngang qua các cái điểm đón trả khách và thực hiện không quá 3 phút phương tiện xe khách giường nằm hoặc là những xe phương tiện tuyến cố định hoặc là xe hợp đồng để thực hiện đón những cái tại các cái trụ sở văn phòng đó là thực hiện sai quy định. Ngoài thông tư 12 của Chính phủ thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng ban hành chỉ thị số 22 về việc quản lý hoạt động dừng đón trả khách của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách. Song song với lực lượng chức năng, Công an thành phố cũng nhiều lần tổ chức ra quân xử lý. Tuy nhiên đến nay,
thực trạng hoạt động xe dù bến cóc vẫn tồn tại, trong khi ngành chức năng thì vẫn loay hoay tìm kiếm giải pháp. Không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng xe khách trá hình, xe dù chạy tuyến cố định nhưng lại mang danh nghĩa là xe hợp đồng diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Năm 2020 thì chính phủ đã ban hành nghị định 10 năm 2020 thay thế nghị định 86 năm 2014 về điều kiện kinh doanh vận tải với nhiều điều khoản quy định về xe hợp đồng như danh sách hành khách, điểm dừng đỗ đón trả khách nhằm ngăn chặn tình trạng xe khách trá hình. Thế nhưng 3 năm qua, xe khách trá hình càng hoạt động mạnh hơn, nảy sinh hàng loạt xe dù bến cóc theo hình thức mới. Nhiều chuyên gia cho rằng, để giải quyết căn cơ, cần phải sửa lại luật đường bộ, xác định lại rõ loại hình xe hợp đồng để không thể lẫn lộn với xe tuyến cố định, ngăn ngừa sự trá hình và nhiều hệ lụy khác. Hàng ngày ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, không khó để bắt gặp một chiếc xe khách hợp đồng dừng đỗ ngay gần bến xe. Ai cũng biết đây là xe khách trá hình, nhưng cơ quan quản lý đều cho rằng khó xử lý vì kiểm tra thì nó lại hoạt động đúng quy định, có danh sách khách, có hợp đồng vận chuyển. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp vận tải khách tuyến cố định đã thẳng thắn cho rằng để xe trá hình hoạt động mạnh là do buông lỏng quản lý, giám sát của cơ quan chức năng, bởi không khó để xử lý những loại xe này. Tôi nghĩ là không thiếu gì cách. Nếu như để họ hoàn thiện trên một chuyến xe rồi, họ đưa thành cái danh sách hợp đồng có người ký táo rồi thì khó. Nhưng ở cái, tại cái điểm mà người ta đón rất đơn giản. Họ phải có số điện thoại, thậm chí còn quảng cáo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thế thì bây giờ các cái con chức năng không có gì khó. Chúng ta lập một cái nhóm, chúng ta gọi điện cho tôi đặt một cái bên này, xe đến nhà đón. Chúng ta có thể có xử lý được không? Quả xử lý được. Chứ không phải ta biết rõ là họ đang lách. Thế nhưng mà không hiểu tại sao mà họ viện đủ các lý do để nói rằng là không thể xử lý được. Có thể thấy việc không rõ ràng rành mạch ngay từ khái niệm loại hình vận tải giữa xe khách tuyến cố định và xe hợp đồng khiến đưa ra những quy định quản lý không khoa học hợp lý. Từ đây đã tạo ra những kẽ hở để doanh nghiệp lách luật. Các chuyên gia vận tải cho rằng phải nhanh chóng sửa luật đường bộ bởi đây là căn cơ của các khái niệm phân biệt rõ các loại hình vận tải. Tôi cho là cái gốc của vấn đề đấy là chúng ta phải sửa cái luật giao thông đường bộ bằng cái việc là phải định nghĩa lại cái tiêu chí của vận tải khách theo hợp đồng một cách nó cụ thể, nó rõ ràng hơn để là người ta không có lợi dụng cái sự lỏng lẻo để là người ta hoạt động kinh doanh và từ đó là nó phát sinh ra cái mâu thuẫn. Quy định mới nó lại còn thụt lùi so với quy định cũ thì chúng ta phải đề nghị sửa đổi ngay. Sửa đổi ngay, tăng cường cái chế tài xử lý phạt thật nghiêm đối với các cái nhà xe mà các cái xe của mình vi phạm nhiều lần. Nhân viên lái xe của mình vi phạm nhiều lần và nghiêm trọng thì phải có những cái chế tài rất mạnh mẽ. Ngoài sửa luật đường bộ, sửa các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải liên quan xe chở khách, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương cũng cần xem lại trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ của ngành, đặc biệt là thanh tra giao thông. Ở nhiều địa phương cho thấy sự buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát đã và đang để xảy ra tình trạng xe khách trá hình lộng hành, dừng đỗ bất cứ tuyến đường nào, lập bến ở bất cứ đâu và đặc biệt luôn chạy quá tốc độ. Số liệu từ Cục Đường bộ cho thấy đến hết năm 2022, cả nước có hơn 224.800 xe ô tô kinh doanh chở khách theo hợp đồng, chiếm gần 71% tổng số lượng xe khách cả nước. Trong năm 2022, hệ thống giám sát hành trình ghi nhận hơn 16,7 triệu lượt ô tô kinh doanh vi phạm tốc độ. Đây cũng là nguyên nhân chính của những vụ tai nạn giao thông thảm khốc thời gian qua. Liên quan đến tình trạng xe khách trá hình đang tồn tại ở nhiều địa phương, chia sẻ với phóng viên bên hành lang Quốc hội thì một số đại biểu cũng đang bày tỏ quan điểm cần phải siết chặt việc kiểm tra, thanh tra và giám sát xử lý vi phạm để khắc phục những vụ việc như tại nhà xe Thành Bưởi thời gian qua. Nếu những sai phạm như vậy không được chấn chỉnh nghiêm khắc thì sẽ dẫn đến hiện tượng nhờn pháp luật. Theo một số đại biểu, Nghị định số 10 năm 2020 về các điều kiện kinh doanh vận tải đã ban hành những nội dung khá rõ ràng, cụ thể về phạm vi điều chỉnh, phạm vi được cấp phép, những quy định cấm. Tuy nhiên, thực thi pháp luật chưa nghiêm cùng với quy định về xử phạt hành chính chưa đủ sức răn đe đã dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng như ở nhà xe Thành Bưởi. Khi phát hiện rồi thì nhất quát là phải có cái xử lý thật nghiêm.
Đấy, thậm chí ta truy tố khởi sự truy tố hình sự trường hợp này liên quan đến tính mạng của con người như thế này thì nhất quán là phải làm sao mà cái quy định nó phải đủ tính răn đe. Tôi cho là chưa đủ mạnh, cái chế tài đấy chưa thể đủ mạnh để đủ cái tính răn đe, để có thể bị phạt nhưng mà nó không đủ răn đe chẳng hạn, hoặc là có những cái việc mà ở đâu đấy nó cũng không rõ ràng về trong quá trình thực thi pháp luật. Nhẽ ra cái tội này phải sẽ bị phạt ở trong khung như này cao nhất chẳng hạn, thì anh áp dụng ở một khung nó vừa phải, thì cái này là do cái thực thi chứ nó không phải do luật pháp chúng ta có rồi. Đại biểu Phạm Văn Hòa chỉ ra rằng khi cơ quan nhà nước quản lý lỏng lẻo, nghị định, thông tư được ban hành mà người chấp hành không phát huy, người không chấp hành lại không được kiểm tra, giám sát kịp thời, thì sẽ còn tiếp diễn những hiện tượng như vụ việc nhà xe Thành Bưởi vừa rồi. Họ đã vi phạm bị xử lý rồi, mà nhưng họ vẫn ngang nhiên là di chuyển, chở khách đi bình thường. Tôi cho rằng đây là mình xem lại tại sao họ dám làm những cái việc như vậy. Thì bên trong họ có vấn đề gì hay không? Có cái cơ quan đơn vị hoặc là cá nhân có chống lưng họ hay không? Đây là một vấn đề mà cần phải kiểm tra, xử lý, xem xét coi về trách nhiệm, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về giao thông, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, là có nghiêm khắc trong thời gian qua hay không? Hay là có một sự tiếp tay chống lưng của ai đó đối với công ty xe Thành Bưởi? Chính vì vậy, theo đại biểu Nguyễn Quang Huân, cần thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời và tìm mọi giải pháp ngăn chặn, hạn chế, bởi nếu để tái diễn sẽ dẫn đến hiện tượng nhờn pháp luật. Cái mà cái sức mạnh của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chúng ta là đang bị thách thức. Mà nếu mà chúng ta mà không chấn chỉnh ngay ấy, thì cái này nó không phải chỉ mất uy tín ở trong cử tri đâu, mà rồi nó lại như viết dầu loa, nó lan sang những cái lĩnh vực khác. Nên cho nên theo tôi là phải hết sức chấn chỉnh ngay. Vì chúng ta là một cái nhà nước của chúng ta là vì dân, do dân, phục vụ nhân dân, nó nhân văn. Nhưng để phục vụ đa số nhân dân thì phải cương quyết với một bộ phận là những cái người mà không tuân thủ pháp luật. Có như thế thì chúng ta mới giữ nghiêm phép nước này. Cũng theo các đại biểu, ngoài việc tăng cường các hình thức thanh tra, kiểm tra, xử phạt, cần tăng cường giám sát, trong đó giám sát của người dân đóng vai trò quan trọng. Đồng thời, tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục, kết hợp kiểm tra, sát hạch định kỳ, nâng cao nhận thức với cả tài xế và người đứng đầu các hãng xe. Thực thi đầy đủ các biện pháp như vậy mới tránh được tình trạng bắt cóc bỏ đĩa, đem lại an toàn cho hành khách và người dân. Cũng xin được nhấn mạnh là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi đã nhấn mạnh tại phiên họp kinh tế xã hội tháng 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tinh thần là xử lý nghiêm túc các sai phạm, không có vùng cấm, không có lợi ích nhóm hay khuất tất. Bởi đây không chỉ là câu chuyện kinh doanh xe hợp đồng trá hình, xe khách chạy tuyến cố định mà còn lật tẩy nguyên hình dấu hiệu trốn thuế, trốn phí của nhà xe Thành Bưởi và là vấn nạn lớn của xã hội. Hậu quả rõ nhất chính là việc thất thu ngân sách vô cùng lớn, đặc biệt là thuế giá trị gia tăng. Đến đây, chúng tôi xin được khép lại nội dung của tiết mục Chuyện trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.